Mối thợ đang rất bận rộn. Chúng xây lại bức tường bằng cellulo, đất, nước bọt và phân. Trong khi đó, mối lính đang trở nên rất cảnh giác. Chúng phải ngăn cản kiến hay những loài khác xâm lược vào tổ qua những chiếc hố. Mọi thành viên đều có nhiệm vụ trong xã hội của loài mối. Mối thợ làm việc và mối lính bảo vệ. Mối vua chăm sóc mối chúa. Mối chúa có nhiệm vụ sinh sản, duy trì nòi giống. Nếu như mối chúa chết, đàn mối sẽ không thể tồn tại quá 2 tháng. Nằm trong hệ thống gian phòng dày đặc, nơi loài mối trồng nấm, căn phòng của mối vua và chúa đã bị vỡ toang. Chúng có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm. Có rất nhiều công việc phải làm. Sàn đất dùng để trồng nấm phải được làm lại. Những con mối chăm sóc cẩn thận những cây nấm mà chúng đã trồng được. Mối chúa cần lập tức quay trở lại buồng của mình. Cơ thể của nó là một dạ con khổng lồ, căng phồng chứa 2.000 quả trứng nó đẻ mỗi ngày. Do cơ thể đồ sộ nhằm phục vụ tối ưu cho việc sinh sản, nên nó không thể di chuyển. Nhưng nó cũng không thể nằm ở đây được nữa. Mối vua, một vật ký sinh thu nhỏ, cũng chỉ có nhiệm vụ sinh sản. Nó không thể giúp được gì. Mối chúa đang gặp nguy hiểm, không thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi. Để đưa nó đến nơi an toàn, mối thợ phải nhấc lên và đưa nó tới căn buồng tốt hơn. Khi đã đến nơi, chúng bắt đầu xây tường để bảo vệ.